Mời cả nhà. Cái miếng thịt bò nó mềm, nó tan trong miệng. Màu sắc được lấy từ cái màu quả gốc nên rất là tươi. Miếng thịt trông còn nguyên này nhá, nhưng mà khi ăn được nó mềm. Cái nước hầm nó sệt sệt, có cà chua với cỏ gốc. Cái này mà chấm mì mì. Thôi rồi, cùng lăn vào bếp cả nhà ơi.